Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Di Hùng, sáng ngày Chủ nhật của tôi 11 tháng 10 năm 2020. Thưa quý vị, trong tuần qua đó thì nội các của tổng thống Donald Trump đã nộp đơn kiện, kiện đây là kiện dân sự không phải là kiện hình sự. Đại học Yale của nước Mỹ về tội kỳ thị những người châu Á và những người da trắng trong cái việc mà nhận đơn nhập học của họ. Trong việc nhận đơn nhập học. Cái này thì nhiều người bạn trẻ Việt Nam nó nói, ủa tại sao là nhận đơn nhập học là còn phải bị kỳ thị làm sao? Thưa các bạn trẻ đó, từ khi mà những người da màu được giải phóng, nhất là đạo luật về vấn đề affirmative action vào năm 1964 của Mỹ thì họ muốn nâng đỡ những người mà thiểu số nó gọi là minority đó thì lúc đó họ vẫn coi người da màu là thiểu số họ muốn nâng đỡ những người thiểu số cho có cái sự đồng đều trong các trường học và trong các công an việc làm Affirmative tức là xác định Action là công việc, công việc xác định Xác định là tức đây là họ muốn xác định là trong xã hội Thí dụ như vậy Trong xã hội có 100 người 20% là người da màu 5% người da người, người da vàng Tức là người Á Châu đó Thí dụ như vậy là 50 mấy phần trăm là người da trắng Và mười mấy phần trăm là người Hispanic vân vân, thì họ muốn có một cái sự phản ảnh cái con số nó gọi là percentage đó ở trong các công an việc làm, trong các cơ sở, trong các cơ quan chính quyền cũng như ngay cả trong trường đại học. Nên đó, khi mà nhận học sinh đó, thì họ muốn là các học sinh nó phải phản ảnh lại cái thực trạng của xã hội là con cái dân số đó, tức là họ muốn nhận con số khoảng chừng 5% người da vàng, năm mươi mấy phần trăm người da trắng thí dụ như vậy, hai mươi mấy phần trăm người da màu, phản ảnh của xã hội hoặc là hai mươi mấy phần trăm của người Hispanic. Nhưng mà đây nó đưa đến một cái tình trạng là người da trắng và người da vàng bị kỳ thị là vì như sau Nhất là người da vàng bị kỳ thị thưa quý vị Người da trắng bị kỳ thị ít hơn người da vàng Người da vàng á, là người Việt Nam Người Nhật Người Ấn Độ Người Trung Quốc vân vân Hàn Quốc Dầu rằng ở bên Mỹ họ ít so với những người kia Nhưng họ học á, thì họ học rất giỏi mà vấn đề này đó thưa quý vị nó xảy ra là từ khi có cái cuộc mà người Việt Nam đến nước Mỹ từ năm 1975 bây giờ là thế hệ thứ hai thứ ba rồi thì con cháu của người Việt Nam là chịu khó ăn học mà học thành tài ra trường thì đa số các con dân Việt Nam là đậu thủ khoa trường trung học các con em Việt Nam học rất giỏi Người Việt Nam học rất giỏi thưa quý vị. Giỏi từ ở dưới tiểu học, lớp mẫu giáo cho đến tiểu học, cho đến lớp trung học. Rất giỏi. Hầu như điểm là điểm điểm hoàn toàn luôn. Không những điểm mà gọi là 100 điểm mà còn có thể là lên tới 102, 103, 105 điểm luôn. Lý do đó là các trường ở dưới đó, trường trung học, trường tiểu học đó, họ cho thêm một số điểm nó gọi là điểm bonus hay điểm extra đó là nếu mà các con em đó không những học giỏi mà đi ra làm những cái việc thiện nguyện thì được thêm những cái điểm đó thêm những cái điểm gọi là điểm ở ngoài điểm ở ngoài cho nên nó nhiều khi 100 điểm đó là kinh rồi phải không không đây là phải là 102 103 105 mà, mà không phải chỉ một người Việt Nam nó khổ thế đó người Việt Nam học bây giờ nó trở thành là giàu rằng là con phần phần số trăm á, thì ít nhưng mà cái phần gọi là điểm cao á, thì cuối cùng đâm ra đó là người Việt Nam vượt hẳn lên nhất là người da vàng người Việt Nam là vượt, rất là vượt hẳn nó không phải là trong cái con số 5% phần trăm nữa mà nếu mà gọi là tính theo điểm cao nhất á, thì người Việt Nam chiếm hầu hết chiếm hầu hết không còn gì nữa hết cái 5% phần trăm đó bây giờ nó trở thành là chiếm mà gọi là chiếm cao điểm á, lên tới là năm bảy phần trăm trên luôn nó kinh thế rồi người da vàng, người đó là người da vàng, còn người da trắng thì đương nhiên họ học giỏi. Còn những người đứng cuối sổ thì lại là những người da xin lỗi là người da màu, họ là người Hispanic. Nên khi mà sinh đơn nhập vào các cái trường nó gọi là Ivy League. Ivy League là những cái trường có 10, có 10 trường mà nổi danh nhất của nước Mỹ được gọi là trường Ivy League. Trong đó có trường Harvard, trong đó có trường Yale. Và vì trường Yale và trường nhất là trường Harvard ấy, nhận quá nhiều sinh viên người da vàng là tại vì người da vàng học giỏi quá, người da trắng học giỏi quá. Thì sao? Thì họ mới tìm bằng một cách là họ chọn họ chọn lựa sinh viên da vàng. Mà sinh viên da vàng không phải là xin được là điểm không phải là 100 điểm họ nhận đâu. Người Hispanic hay là người da màu điểm 80 mấy hay 90 mấy là được nhận mà tại vì cái con số đó là họ 80 mấy hay 90 mấy ấy, thì họ lại vẫn là đứng đầu sổ của cái sắc dân của họ. Nhưng mà người da vàng á để được chọn á thì không phải là 100 điểm mà phải là đứng đầu sổ của người da vàng thì nhiều khi phải lên tới 105, 106 điểm mới được. Và chính vì như vậy đó, cho nên nội các của Tổng thống Donald Trump cho rằng nó có một cái sự bất công là vì như vậy là chọn người Là không phải là do Khả năng Cá tính Hay cái gì đó của cá nhân đó Mà như vậy là còn phải chọn trên Cái da, màu da sắc tộc Thì nội các của Tổng thống Trump Đã kiện Mấy năm trước đây đã kiện Harvard Và bây giờ kiện thêm trường Đại học Yale Và theo bản tin của Reuters Vào ngày 8 tháng 10 thưa quý vị cái bản cái cái vụ kiện đó nó đi về đâu do ký giả Jonathan Stempel viết thì nói rằng là khi mà nộp đơn kiện vào ngày thứ năm ngày mùng 8 tháng 10 vừa qua đó thì bộ bộ tư pháp của Hoa Kỳ dưới thời của tổng thống Donald Trump cho rằng các trường đại học nổi danh đó họ dùng cái danh từ là Ivy League như tôi đã nói là 10 trường nổi danh nhất của nước Mỹ thì được gọi là Ivy League những trường nổi danh này đã kỳ thị những người da vàng và những người da trắng trong cái lúc mà nộp đơn vào trong cái trường đại học nó gọi là undergraduate admissions. Undergraduate tức là 4 năm đầu của đại học tôi có về trước khi có bằng cử nhân thì được gọi là undergraduate. Sau khi lấy cái bằng cử nhân nó gọi là bachelor rồi đó thì chúng ta có thể là postgraduate. Thì nó gọi là undergraduate admissions nó là bị kỳ thị và nội các của tổng thống trump là nói rằng là cái việc tôi dùng cái danh từ là affirmative action đó đó affirmative action trong cái vấn đề mà nhận đơn á, nó không có hợp pháp với cái môi trường của thời đại này vì cái này nộp đơn tôi quý vị có biết ai nộp không là những người châu á tức là đa số là người việt nam chứ không phải là những người nhật bản hay trung quốc đâu đa số là người những người việt nam nộp đơn kiện Yale và kiện Harvard nữa trước đây là vì là họ điểm rất là cao mà họ không được nhận nói chi xa như thứ tôi nói với con của tôi là không phải là 100 điểm đâu 100 đã mấy điểm mà chưa chắc đã được nhận nữa nên là làm, làm phụ huynh cũng rất là ấm ức cái chuyện đó con người Hispanic mới có tám mươi mấy điểm được nhận con của những người da màu ấy, 90 điểm được nhận con mình 101 102 điểm không được nhận có thấy tức không cho nên là họ nói đây theo cái bản tin này là những người Á Châu mà như tôi nói Á Châu đây là đa số là người da vàng là người Việt Nam đó Đúng không mà đây cũng là điều hãnh diện thôi quý vị là tại sao người Việt Nam rất là giỏi đó là cái máu di truyền của dân tộc ta người Việt Nam rất giỏi giỏi trong suy nghĩ giỏi trong và đặc biệt là cái siêng năng cần cù tiếng anh nó gọi diligent siêng năng cần cù đó việt nam rất là giỏi siêng năng cần cù và giá trị gia đình hướng dẫn con cái không ham chơi chỉ biết lo học hành nên là nộp đơn kiện là bởi những người da vàng chứ không phải là người da trắng mà các da vàng đây thì ai cũng hiểu đằng sau là nhiều nhất là người việt nam như tôi đã kể rồi thì theo cái bộ tư pháp của Hoa Kỳ những người da vàng đây khi mà nộp đơn á, thì họ nói rằng là họ chỉ được nhận chỉ có một phần tám hoặc hay là một phần tư là cùng thôi một phần tư cho người da trắng là tại vì người da trắng là đa, đa số một phần tám cho người da vàng nhưng mà đó là điểm của họ thì lại cao hơn những người da màu và Hispanic nó hỏa mức đó là đương nhiên rồi họ nộp đơn ở tại tòa án liên bang ở tại New Haven là 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 nơi trụ sở chính của trường Yale ở tại Connecticut New Haven là một thị trấn uh, Connecticut là một cái tiểu bang nhỏ phía đông bắc Hoa Kỳ thưa quý vị nó sát gần với Massachusetts này vân vân thưa quý vị Massachusetts cũng là nơi mà là Boston là nơi có cái đại học Harvard đó uh. và nộp đơn kiện này là họ cho rằng là vi phạm đến cái sự công bằng nhưng mà theo yêu họ nói rằng là chứ họ làm đúng theo những cái gì mà quy định của pháp luật thôi là tại vì pháp luật cho phép họ như thế thì họ làm như thế thì đơn kiện này á đang được gọi là được thụ lý bởi tòa án liên bang ở tại Connecticut và sẽ có phán quyết sau. Vì nếu có phán quyết thì cái đơn kiện này nó cũng sẽ được nếu mà có kháng án thì nó sẽ cùng kháng án lên và sẽ thành gộp lại với cái đơn kiện ở tại Harvard trước đây thưa quý vị. Và đó thưa quý vị là theo như thống kê đó là mỗi một năm Trường Yale chỉ nhận có 6% trong cái khoảng cái tổng số sinh viên của họ là 6.057 học sinh nhưng mà đó trong quá khứ nhất là trong những năm qua thì họ chọn cái con số của người da vàng và người da trắng càng lúc càng khó khăn hơn nên tạo một cái sự nhiều ngăn cách làm cho các sinh viên da vàng cảm thấy bị ấm ức mà cũng đúng như vậy thưa quý vị các sinh viên da vàng bị ấm ức đó là bài bình luận của ký của bình luận gia Jonathan Stample cho tờ Reuters vào ngày 8 tháng 10 năm 2020. Nó liên quan đến học vấn và giáo dục. Tôi cũng muốn chia sẻ các các bạn trẻ Việt Nam đó. Có nhiều bạn trẻ muốn xin visa để du học sang Mỹ. Du học sang Mỹ đó thì các bạn trẻ hãy nhớ rằng là những cái trường đại học lớn đó như như tôi nói là harvard, yale gì đó họ đang có những cái sự kỳ thị đó nhưng đây là kỳ thị trong nội địa kỳ thị trong nội địa của hoa kỳ còn mà các bạn mà ở nước ngoài đó, như việt nam mà xin vào đó thì họ lại có một cái chuyện khác cái chuyện đó là xem thử cái khả năng tài chính của các bạn đóng có được hay không mà tài chánh á, thì ở nước ngoài mà vào đóng á, thì giá cao không phải là gấp 2 lần, không phải gấp 3 lần, nhiều khi lên tới gấp cả chục lần. Đó là cách làm ăn của Mỹ. Cả vấn đề giáo dục họ cũng kinh doanh, họ kinh doanh giáo dục một cách tàn bạo. Đó là thể chế tư bản tàn bạo của Hoa Kỳ. Nên khi mình gửi con đi học, mình cũng phải hiểu rằng là mình có đủ khả năng tài chánh cho con cho những cái trường mà nổi danh như Mỹ như ở tại Mỹ như Yale như Harvard như Princeton hay không? còn nếu không đủ khả năng á thì mình chọn một cái đại học khác cũng được đại học không phải là không phải nổi danh là sẽ là giỏi hẳn thôi quý vị nổi danh là tại vì nó nổi trong quá khứ rồi thôi và tôi cũng xin chia sẻ như vậy để các bạn nắm rõ thông tin về nước Mỹ về các trường đại học của nước Mỹ. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với gia đình và fan góc nhìn Hoàng Di Hùng. Ngày 11 tháng 10 năm 2020, hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.